Trung tá Trung thể hiện sự quyết liệt và cứng rắn trong cuộc chiến phòng chống tội phạm nơi biên giới, khiến bọn chúng sợ khiếp vía. Nhận được tin tố giác từ dân, đồn trưởng Trung, Việt Anh cùng cấp dưới lên đường kiểm tra xe hàng. Tuy nhiên, công tác kiểm tra bị dừng lại giữa chừng vì tội phạm dùng một kẻ say rượu vào quấy rối, cản trở. Bên cạnh đó, một số bà con cũng lên tiếng, thả ra đi để cho người ta đi đi. Tuy nhiên, Trung cứng rắn tuyên bố rằng dân đã tố giác thì phải kiểm tra, còn ai muốn ngăn cản thì sử dụng biện pháp cưỡng chế. Trung cũng khiến tên say rượu ở bản không dám luyên thuyên, gây rối nữa mà phải bỏ đi. Tiếp đó, Trung sẵn sàng tuyên bố rằng nếu kiểm tra xe hàng không có gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Trung yêu cầu các đồng chí trong đơn vị thi hành nhiệm vụ. Nhận tin tố giác từ dân, đồn trưởng Trung quyết định huy động lực lượng để bắt tội phạm. Nhưng đồn phó Quang lại cho rằng nên dừng lại. Trung, Việt Anh một quân nhân ưu tú vừa được điều động làm đồn trưởng. Đồn phó Quang, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải lại là một người lính già dành hết cuộc đời nơi biên giới nỗ lực đưa đời sống người dân đi lên bằng dân vận. Vì thế, khi Trung mới nhận nhiệm vụ, cách làm, sự quyết đoán của anh khiến đồn phó Quang còn lấn cấn. Đồn phó Quang báo cáo đồn trưởng Trung, nếu muốn bắt, chúng ta phải tung chính xác, kiểm chứng thông tin tố cáo. Chưa kiểm chứng và bắt đi là sai nguyên tắc, thiếu hiệu quả và còn gây ác cảm cho bà con nữa. Trung giải thích do báo gấp, hơn nữa anh có nói chúng ta đang thiếu lực lượng, vậy chúng ta xác minh kiểm chứng kiểu gì. Đồn phó Quang đề xuất nên dừng lại, nhưng không suy nghĩ thêm, đồn trưởng Trung lập tức phản đối, không được. Anh nên nhớ nguyên tắc làm việc của chúng ta là dựa vào dân. Dân họ có tin thì mới tố giác, Trung cứng rắn và cương quyết.